cao su giảm chấn, tay dầu trên của các cái dòng như là quay 112 và ZX nha anh em nha. Đó, anh em có thể thấy đây, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nha. Cực kỳ chuẩn luôn. Ở phía dưới nó sẽ có những cái đệm nha anh em nha. Đấy, ở phía dưới nó sẽ có những cái vòng đệm để gài cái này vào cái dàn áo nha anh em nha. Cao su giảm chấn nha, giá là 100.000 một miếng nha anh em nha. Hàng chính hãng.